Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng doanh nghiệp ASEAN tiêu biểu cho 58 doanh nghiệp và cá nhân trong khu vực. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đại diện các quốc gia thành viên ASEAN đã tham dự buổi lễ. Đây là giải thưởng uy tín do Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, ASEAN Bắc tổ chức thường niên kể từ năm 2007 và do các quốc gia thành viên luân phiên đăng cai. Sau 13 năm, APA năm nay đã có lúc tưởng chừng không thể diễn ra bởi những khó khăn chưa có tiền lệ do đại dịch COVID-19. Nhưng nhờ sự nỗ lực của các đơn vị tổ chức của chủ nhà Việt Nam gồm VCCI, tập đoàn BRG và công ty Deloitte Việt Nam, đây lại là năm có số lượng các doanh nghiệp tham gia đông đảo nhất và áp dụng bộ tiêu chí đánh giá toàn diện nhất. Hôm nay tôi rất vui và rất phấn khởi bởi vì không những về kinh nghiệm tổ chức giải thì chúng tôi đã có lần thứ hai và các doanh nghiệp thì ở tầm vóc, quy mô và cái vị thế so với quốc tế thì doanh nghiệp ASEAN năm 2020 đã cao hơn 2010 rất nhiều lần. Và đây cũng là niềm tự tin và chúng ta cũng có thể tự hào về điều đó. Chúng tôi nghĩ là với những cái câu hỏi mà gần 300 doanh nghiệp có đăng ký hồ sơ thì họ sẽ nhìn thấy thực sự là trong quan hệ tương tác với các doanh nghiệp trong cùng ngành mà ở trong khu vực ASEAN, trong quan hệ tương tác đối với các doanh nghiệp trong cùng một cái quy mô mà ở trong một nước thì họ đang ở đâu và họ thấy được những cái điểm nào mạnh để có thể phát huy. Chính vì vậy, tất cả các doanh nghiệp và cá nhân được tôn vinh ở 10 hạng mục giải thưởng khác nhau đều cảm thấy vinh dự khi đạt được giải thưởng danh giá này. Giải thưởng ASEAN là một vinh dự rất là lớn đối với tôi. Thế và để mà có được một giải thưởng như thế này thì đây là một sự gắn kết hài hòa và một cái động lực rất lớn của cả một tập thể và của những con người đã đi trước, đã truyền cảm hứng cho bản thân tôi và cho toàn bộ doanh nghiệp. Tôi cũng cảm ơn vì đã đưa Singapore vào vị trí đề cử và đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình kể từ khi chúng tôi bắt đầu khởi nghiệp từ 3 năm trước. Chúng tôi tự hào chia sẻ rằng giải pháp của chúng tôi đã giúp cuộc sống dễ dàng hơn, đặc biệt là đối với những đối tượng cần sự hỗ trợ nhất như người cao tuổi và lao động thu nhập thấp, tiếp cận được với nhiều cơ hội việc làm online hơn. Như phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi lễ, giải thưởng doanh nghiệp ASEAN tiêu biểu 2020 đã bao trùm đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Từ các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp gia đình đến các tập đoàn quốc gia, 58 doanh nghiệp và cá nhân đạt giải thưởng đều là minh chứng cho tinh thần nỗ lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn để thích ứng với trạng thái bình thường mới. Họ chắc chắn sẽ là hạt nhân để thúc đẩy nền kinh tế các quốc gia và vùng lãnh thổ ASEAN phát triển theo mục tiêu chung vì một ASEAN thịnh vượng.